Chuyện Phạm Công Cúc Hoa. Chuyện thơ của tác giả Thái Bá Tân. Diễn đọc Bùi Thị Nguyệt. Nhạc nền nghệ sĩ Văn Vượng độc tấu guitar bài Em Bé Quê. Sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy. Phạm Công Cúc Hoa truyện được biết đến từ lâu, chữ nôm thể lục bát 4.600 câu, tức là chuyện dài nhất trong thơ nôm xưa nay. Trước không rõ người viết, nhưng nghe nói gần đây đã tìm ra tác giả nhờ nhiều năm siêu tầm là Dương Minh Đức Thị cách đây 200 năm. Tuy nhiên chính Đức Thị là ai và thế nào thì còn chờ nghiên cứu. Chờ thì chờ, không sao. Gặp cảnh nghèo mới lớn, Phạm Công phải ở nhà lo làm thuê cuốc mướn, giúp đỡ đần mẹ cha. Cha mất gặp năm đói, chàng phải đi ăn mày để nuôi mẹ. Mẹ chết, chàng một mình trắng tay. Vốn là người hiếu học, lại tư chất thông minh, Phạm Công xin thụ giáo học Quỷ Cốc Tiên Sinh. Ở đấy cùng theo học còn có nàng Cúc Hoa, con gái quan tri phủ, hạng danh giá con nhà. Kiểu gần rơm lửa cháy, hai người đã yêu nhau rồi lấy nhau hạnh phúc, rất ý hợp tâm đầu. Phạm Công từ biệt vợ, khăn gói lên kinh kỳ, nhờ dùi mài kinh sử, chàng đỗ đầu khoa thi. Thế mà nhiều tai họa đập xuống đầu chàng, chàng trở thành gai nhọn trong mắt nhiều lân bang. Kể ra ai cũng thích khi đi thi đỗ đầu, cũng thích lấy công chúa vừa xinh lại vừa giàu. Nhưng Phạm Công thì khác, chàng yêu thương Cúc Hoa, từ chối lấy công chúa, mới sinh lắm phiền hà. May công chúa nước Triệu vốn nhân hậu từ tâm, giúp được chàng họ Phạm thoát khỏi chốn giam cầm. Thế là chàng đoàn tụ cùng vợ mình Cúc Hoa, mọi việc đều tốt đẹp, việc công và việc nhà. Rồi Cúc Hoa sinh hạ hai con ngoan lớn dần, con trai là Tiến Lực, con gái là Nghi Xuân. Tưởng tột cùng hạnh phúc, thế mà rồi hóa không, 30 tuổi vợ chết, bỏ lại con và chồng. Khóc đến mòn hai mắt, Phạm Công nghe lời khuyên, lấy vợ hai, con gái của viên quan huyện bên. Tên ả là Tào Thị, đẹp thì đẹp, tiếc thay, mưu mô và hiểm độc, còn thích trò gió mây. Rồi Phạm Công vâng chiếu lên trấn thủ Cao Bằng, trốn khỉ ho cò gáy giữa điệp trùng núi răng. Ở nhà, ả Tào Thị tìm bạn tình Tư Thông, còn ngang nhiên đánh đập hai con riêng của chồng. Bọn gian phu dâm phụ còn mưu giết con chàng, khiến chúng đêm hoảng sợ bỏ nhà đi lang thang. Cúc Hoa ngay tối ấy từ cõi âm hiện về để giúp hai con nhỏ báo chồng về mụ kia. Sau 3 năm trấn thủ, Phạm Công trở về nhà thẳng tay đuổi Tào Thị, một dâm phụ gian tà. Trời nổi giông lập tức, sấm sét nổ vang trời, sét đánh chết Tào Thị, xác tung tóe khắp nơi. Nhờ công chúa nước Trịnh có tên là Xuân Dung và Tề Thiên Đại Thánh và Diêm Vương, cuối cùng Phạm Công xuống âm phủ gặp lại nàng Cúc Hoa. Cúc Hoa sinh lần nữa rồi được cho về nhà. Chàng Phạm Công sau đó được vua Trịnh nhường ngôi, cưới Xuân Dung công chúa, sống hạnh phúc suốt đời. Xin trân trọng cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý bạn.